Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để chia sẻ cho anh em là về cái cách nhận biết này và cái cách chữa của cái bệnh gà bị ốm trong teo lườn. Thì cái thứ nhất là về cái cách nhận biết thì anh em nhận biết con gà rất là đơn giản thôi. Anh em thấy cái con gà mà nó bị teo lườn ấy, thì cái thứ nhất là da của nó lúc nào nó cũng bị tái nhợt đi và ăn thì nó sẽ không hấp thụ được, đấy nó sẽ gầy dần, gầy dần và dẫn đến là nó sẽ bị teo lườn. Nếu mà anh em mà không chữa kịp thì nó sẽ gầy quá và nó dẫn đến là cái chết của con gà nhé Thế là về cái hiện tượng còn là về cái mà cách khắc phục của bệnh này thì cái thứ nhất là về khi mà anh em mà đi vần đi đá sâu khuya hồ về thì là cũng có thể là con gà nó bị ốm trong teo lườn cái thứ hai là nó có thể là bị ốm và nó cũng dẫn đến là ốm trong teo lườn có rất là nhiều những trường hợp hoặc là anh em cho ăn bẩn quá nó dẫn đến là ốm thì nó cũng bị ốm trong teo lườn anh em cách khắc phục thì anh em chỉ cần là nuôi con gà của mình lúc nào cũng đỏ khỏe sung và anh em mà muốn khi mà vần sâu ấy, thì con gà của mình nó phải đạt sức khỏe hết tầm thì anh em hãng vần sâu còn những con gà mà chưa đạt sức khỏe mà anh em đã vần sâu rồi thì rất là dễ là gây ra là bị tù lực và uống răng theo lườn và em sẽ chia sẻ là về cái cách chữa thì anh em sẽ sử dụng cho em là cái bộ sản phẩm này thì em cũng đã dùng rất là ok rồi em thì nuôi rất là nhiều gà anh em theo dõi em thì anh em đã biết rồi nhà em thì nuôi lúc nào cũng có vài ba chục con đấy, em đã chữa sản phẩm nào ok thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em và em cũng cung cấp luôn đấy, và hai cái bộ sản phẩm đây và anh em thấy đấy, tăng lực cấp tốc và cái thứ hai là sản phẩm thứ hai là uống trong theo lườn thì anh em sử dụng hai cái bộ sản phẩm này là ok thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm uh, tăng lực cấp tốc này về cái uh, tăng lực cấp tốc này thì nó có cái công dụng là kích xung cực mạnh, tăng bo lớn lì đòn. gà. Đây về công dụng là kích thích tăng bo, lớn, tăng gân lì đòn, bền bỉ trong trận đấu, kích xung cực mạnh, thái độ tốt, giúp gà ốm dậy, nhanh phục hồi thể trạng, lấy lại gân gối tốt. Thì cái này là nó sản phẩm là sản phẩm vitamin, để sản phẩm vitamin nhé B1, B6, B12 kết hợp. Anh em sẽ sử dụng cho em là khi mà con gà ốm trong ấy mà anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ kích sung cho con gà và cái thứ hai là ăn hấp thụ tốt thì con gà nó sẽ béo dần và nó sẽ đổ khỏe dần về cái tăng được cấp tốc và cái sản phẩm không thể thiếu được là cái lọ ốm trong theo lườn như này cái lọ ốm trong theo lườn này thì công dụng của nó là đặc trị gà kém sung mất màu da đây về công dụng là điều trị gà nhọt nhạt ủ rũ kém sung mất màu da điều trị gà ăn nhiều không lên cân khô chân theo lườn phục hồi gà đá về tụ lực nhọt nhạt sút cân cái này thì tất cả là hai cái sản phẩm này là đều dạng nước anh em nhỏ trực tiếp chẳng hạn như đối với mà cái loại tăng lực cấp tốc này thì anh em sáng nhỏ bảy tám giọt chiều nhỏ bảy tám giọt sau ăn là ok còn là vài cái lọ ốm trong theo lườn đây đấy, cũng như vậy đấy, anh em sáng nhỏ bảy tám giọt chiều nhỏ bảy tám giọt đấy, tùy chạm cân nhé cứ một kg thì anh em sẽ giỏ khoảng độ tầm bảy tám giọt đấy, còn là nếu mà đấy là có nghĩa là Uh, chia cả một ngày là anh em nhỏ bảy tám giọt là một kg là chẳng hạn như sáng nhỏ hai ba giọt chiều nhỏ hai ba giọt nhưng về 2 kg thì anh em phải nhỏ 14 giọt là sáng nhỏ bảy tám giọt chiều nhỏ bảy tám giọt và 3 kg thì anh em lại nhỏ khoảng độ tầm 21 giọt thì sáng độ tầm chục giọt này chiều khoảng chục giọt Đấy, ở đây thì nó có tất cả là những sản phẩm này là nó đều có hướng dẫn sử dụng rồi anh em về anh em cứ làm theo hướng dẫn sử dụng là ok Đấy, về cái bộ sản phẩm uh, tăng lực cấp tốc và ốm trong teo lườn anh em sử dụng hai cái bộ sản phẩm này là chữa được con gà mà ốm trong teo lườn và em đã dùng rất là nhiều rồi về những anh em ở trại lớn anh em cũng dùng rất là nhiều anh em cứ yên tâm là về phần chất lượng và cái sản phẩm này là em liên kết với công ty thuốc thú y sản xuất ra để dành riêng anh em cứ yên tâm là về chất lượng của nó là rất là ok hàng này là hàng chuẩn hàng việt nam luôn có rất là nhiều anh em mà dùng những cái hàng thuốc thái thì thực ra là nếu mà thuốc thái chuẩn ấy, thì cũng không đến tay anh em được những cái thuốc thái chẳng hạn như nhái thì về cái chất lượng của nó nó sẽ không đảm bảo nhưng mà nếu mà cái thuốc thái chuẩn ấy, thì nó cũng tốt thôi cũng tốt nói chung là nếu mà thuốc thái chuẩn nhưng mà nếu mà anh em mua ở việt nam thì ít khi được thuốc thái chuẩn lắm anh em Đấy, anh em sử dụng những cái hàng này thì nó đều có công dụng chẳng hạn như công ty thuốc thú y nó đã nghiên cứu ra sẵn rồi và nó dùng nhiều lượng cao hơn anh em sẽ sử dụng là anh em sẽ hiệu quả hơn nhanh khỏi hơn về cái bộ sản phẩm này thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những cái phụ kiện này cộng với là thuốc chữa bệnh cho gà này thuốc bổ thuốc om cao tan đòn vitamin ngại đỏ mùi rắn mùi cắp là nhà em đều có anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em à, để dưới tiêu đề video mà hôm nay em đăng tải lên nhé em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho anh em gần thì khoảng một hai hôm là anh em nhận được hàng xa thì khoảng ba bốn hôm và cái điều quan trọng nhất là khi mua hàng bên em là anh em luôn luôn được kiểm tra hàng đúng chất lượng đúng mẫu mã đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán ở ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước một nghìn nào cả về phương thức bán hàng còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau